Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một số những cái sản phẩm của bên em mới về. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc máy cassette cầm tay hắc bạch trung tử. Đấy, anh em có thể thấy hai chiếc máy cassette Soly cầm tay TCM 280. Hai chiếc này thì đều là cái phiên bản cao cấp nhất của cái dòng cassette cầm tay tự hành. Và anh em để ý thì cái xoay này của nó đều được làm bằng kim loại. Được. Hai con này thì chạy tốt và đều có bao full bao da hết nha anh em. Bao da em đang để ở phía ngoài kia. Đó. Rất là đẹp. Full sắt, full nhôm. Đó. Sản phẩm thứ hai em muốn giới thiệu đến anh em đây là cái bộ bàn trà của Nhật. Thì ở đây em gồm có 4 bộ. Anh em có thể thấy hai bộ này anh em có thể thấy nó có lắp ấm, nó gọi là Kusuma, là cái dòng mà có cái lắp đậy này lên này. Thế anh em có thể thấy những cái dòng mà có lắp đậy như thế này thì là khi mà anh em sử dụng trà nó sẽ giữ cái lượng nhiệt nó tốt hơn, ấm áp hơn. Đó, rất là đẹp. Và anh em có thể thấy cái bộ này thì nó gồm có cả cái khay này, à cái gì nhỉ, cái đế. Rất là đẹp. Cái đế này thì đế kiểu dạng đế nhựa full set luôn. Nó gồm có 5 cái chén và một cái ấm và lắp đậy. Anh em có thể thấy cái dòng men của Nhật thì là nó rất là đẹp, nó vẽ tay chứ nó không phải kiểu dạng men như chúng ta, và nhìn nó kiểu dạng lì lì rất là hay, ở dưới có chuyện hết. Anh em có thể thấy cái bộ thứ hai nó cũng là một bộ Kusuma. Thì bộ này anh em có thể thấy thì nó kiểu dạng như là men dạng và những cái hoa văn họa tiết vẽ tay ở trên này nó rất là đẹp. Anh em có thể thấy đấy, chuyện thiết các thứ làm ở phía dưới đây. Đẹp lắm. Nói chung là mỗi một dòng dòng gốm sứ thì nó cho chúng ta một cái trải nghiệm nó khác nhau. Đó. Thì cái bộ Kusuma này nó cũng có 5 chén và một ấm như thế này. Cái bàn trà này là em tặng cho anh em nhé. Đó. Tiếp đến thì sẽ có một bộ ấm trà men dạn vẽ tay rất là đẹp. Con này thì là kiểu dạng vàng, vẽ vàng ở đây này. Anh em có thể thấy rất là xịn sò luôn. Chiện chiếc các thứ đầy đủ. Thì anh em có thể thấy thì cái ấm này thì nó gồm có đến 10 cái chén và một cái ấm. Đó. Và anh em có thể thấy cái chén này của nó nhìn nó rất là to. Nhìn rất là bự. Anh em có thể thấy không? Tất cả những cái chén trà nó rất là to. Tại vì theo em suy nghĩ thì khi mà cái chén mà to và cái miệng nó rộng như thế này, anh em uống trà thì cái mùi thơm của trà nó bay ra nó sẽ được tốt nhất. Và anh em ngửi thì nó sẽ thưởng thức trà nó sẽ rất là tốt. Thay vì cái chén nhỏ. Đây là cái chén của nước ngoài, anh em mới để ý từ của châu Âu này, của châu Âu, của Nhật, của Trung Quốc. Thì cái miệng của cái ly trà này nó rất là to. Đó. Cái ấm thì có thể là nó nhỏ, tại vì nó có thể nó pha vào một cái hũ lớn, xong đấy nó đổ vào cái ấm trà này và nó sẽ rót. Và thường thì họ sẽ không có rót đầy như kiểu dạng của mình, mà họ rót kiểu dạng lưng lưng thôi. Đó. Thì cái mùi hương nó sẽ tỏa ra nó đều, và cái lượng nhiệt nó cho ra cái chén thì nó vừa phải, chúng ta cầm thì nó sẽ tránh bị nóng. Đó. Cái bộ này anh em có thể thấy bộ này em về thì là nó bị do vận chuyển nên là nó bị lứt ở cái phần này, nhưng mà em đã dán lại và nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Đó. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua những bộ bàn trà này. Đó. Đây là bộ bàn trà 10 chén. Và một cái sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến anh em đây là một chiếc đồng hồ Uply của thương hiệu Seiko. Và chiếc đồng hồ Uply này anh em có thể thấy nó là cái dòng lộ cơ, anh em có thể nhìn thấy này, rất là đẹp. Và dưới là cái phần lắc xoay này của nó, lắc xoay rất là lạ, lần đầu tiên em thấy cái con đồng hồ Uply mà nó xoay như thế này. Cái mặt của nó là kiểu dạng kim loại, phần đế này, cái mặt dưới đáy này, dưới này nó là kim loại, còn đâu cái này nó là meca kính, cái này là kính. Và anh em có thể thấy cái phần lộ cơ nó rất là đẹp. Đây, kim dây thì nó chạy ở dưới này. Đó, anh em có thể thấy. Con này thì nó cao 32 phân. Đó.
rất là độc. Tiếp đến thì giới thiệu tiếp đến anh em một bộ bàn trà cũng đến từ Nhật luôn. Bộ bàn trà này thì anh em có thể thấy thì là nó có màu sắc rất là đẹp, nó là một cái màu hồng. Để em bỏ cái này đi. Đó. Anh em có thể thấy đây là một bộ màu hồng này, tích chuyện đầy đủ. Bộ này mà mấy chị em dùng thì phê lắm. Cái men của nó rất là mỏng và anh em có thể đưa lên ánh sáng, anh em có thể nhìn thấy. Đó. Cực kỳ đẹp, một màu hồng cánh sen. Và cái đế của cái chén này cũng là cánh sen luôn. Đó, anh em có thể thấy. Đẹp quá trời luôn. Tiếp đến là giới thiệu đến anh em một chiếc radio Universum. Lấy thì em đã có up cái này rồi, nhưng mà con này nó rất là đẹp nên là em để ở chỗ này. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé. Anh em nào yêu thích những cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.